Sau gần 30 năm xa quê, ông xã Việt Hương quyết định cùng con gái về Việt Nam định cư, đoàn tụ với vợ. Sau 26 năm, Hoài Phương, chồng nghệ sĩ Việt Hương đã có thể đón năm mới tại quê nhà. Và năm 2021 là một năm khá đặc biệt với Việt Hương với nhiều cảm xúc lẫn lộn như buồn bã vì không thể đi diễn với Chí Tài hay vui mừng khi được đón năm mới tại quê nhà có cả chồng con, gặp gỡ người thân. Gia đình cô nhân dịp đoàn tụ đã có chuyến du lịch đầu năm ở đảo Nam Du. Ai cũng thắc mắc vì sao dịch bệnh mà Hoài Phương lại về nước và ở lâu như vậy. Nam nhạc sĩ tiết lộ mình đưa nhóc Tì về định cư sau 26 năm sống ở Mỹ. Khi chia sẻ trên Ngôi Sao, Hoài Phương tâm sự về quyết định về quê nhà định cư trong khi cuộc sống ở Mỹ đã quá đổi quen thuộc với mình. Anh bộc bạch, tuy nhiên gần đây, sau nhiều biến cố trong xã hội và đặc biệt là sự ra đi đột ngột của những người thân thiết, tôi thấy cuộc đời vô thường quá. Bố mẹ tôi đã lớn tuổi, mẹ lại đang bị bệnh nặng như chú chín cây. Ngay lúc này tôi cần ở bên gia đình. Nữ danh hài đã nhiều lần bàn với chồng về việc cả nhà sẽ sống ở Việt Nam, nhưng khi ấy Hoài Phương chưa đồng ý. Cho đến khi anh biết chuyến bay thì mọi thứ chỉ thu xếp trong vài ngày. Và niềm vui nhân đôi khi hai cha con sau 14 ngày cách ly vẫn kịp đón Tết Tân Sửu. Khán giả rất bất ngờ trước quyết định này khi Hoài Phương có công việc riêng, công ty ở Mỹ và con gái cũng đang học hành, sống tốt bên nước ngoài. Quyết định này có lẽ không dễ dàng đối với nhân vật chính. Từ đây họ bắt buộc phải xây dựng lại mọi thứ từ công việc hàng ngày cho đến các thói quen, khẩu phần ăn uống. Ngoài ra, nhóc Tì cũng đã được nhập học tại một trường quốc tế ở Việt Nam. Bé cũng cần thời gian hòa nhập thêm nhiều điều mới. Cũng trong dịp Tết vừa qua, cả nhà cũng đã có chuyến đi chơi ở đảo Nam Du. Đã rất lâu Hoài Phương mới được đi du lịch, câu cá ở quê nhà như thế. Anh cực hớn hở và phấn khích khi gần gũi người thân, trải nghiệm những điều tuyệt vời của thiên nhiên. Dù cuộc sống có sự thay đổi nhiều, nhưng có lẽ Hoài Phương cũng đã cố gắng thích nghi, được gần cả vợ và người thân là điều mà ai cũng mong muốn. Bên cạnh đó, một hình ảnh của Việt Hương rất khác, không phải kim cương tiền tỷ, trang điểm lộng lẫy mà cô chỉ diện đồ thun nhẹ nhàng để đi chơi khắp nơi. Đặc biệt, cô hớn hở với khoảnh khắc Hoài Phương là người cầm lái xe hai bánh, vợ và con cưng ngồi đằng sau. Ba mẹ một con chia sẻ, lần đầu tiên sau 27 năm, anh ấy chạy xe gắn máy lại, chở vợ con lên dốc đường núi tu trung quá xá. Gia đình nghệ sĩ đi đâu cũng vác đồ nghề theo, cả nhà vui mạnh khỏe nhé, đi Nam Du ở nhà. Nhạc sĩ Hoài Phương sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh đã được học âm nhạc từ nhỏ và đỗ thủ khoa ngành kèn clarinet năm 1998. Thời trẻ còn ở Việt Nam, chồng của Việt Hương từng lập một nhóm nhạc cùng Bằng Kiều. Tuy có được nhiều thành công nhưng sau một thời gian thì nhóm tan rã và anh sang Mỹ du học và định cư. Anh sở hữu một ngoại hình lãng tử, điển trai, trẻ mãi không già khiến nhiều người tưởng Việt Hương lấy chồng kém tuổi, nhưng anh thực sự hơn chị đến 5 tuổi. Nhạc sĩ Hoài Phương là người chủ động mở lời yêu cũng như kiên trì để có được trái tim của nữ danh hài này. Việt Hương có lẽ là một trong những người cảm thấy vui nhất vì giờ đây cả nhà không phải chịu cảnh sống ở hai nơi, khi nào cũng đoàn tụ và cô yên tâm hoạt động nghệ thuật. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.